Ok, xin mời anh chị em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của CityWatch. Hôm nay mình là Thân, mình sẽ giới thiệu anh em một mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu của Orient, với dòng sản phẩm Orient Sun and Moon Gen 4 thế hệ thứ tư, rất là đẹp các bạn. Đây là thế hệ thứ tư với một cái thiết kế màu black rất là nam tính, một trong những series bán chạy nhất của dòng Orient Sun and Moon, đó chính là Gen 4 các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi giới thiệu chi tiết về chiếc Orient Sun and Moon Gen 4 này. Đây là một phiên bản dây thép các bạn nha. Thì hiện tại phiên bản dây thép Gen 4 thì nó chỉ có hai màu thôi, là màu black và màu demi gold, và đây là một trong trong hai màu đó, và mình sẽ giới thiệu ngay cho các bạn một phiên bản rất là đẹp và nam tính luôn, một phiên bản là gọi là hắc mã các bạn, rất là đẹp. Ok, đây là chiếc Orient Sun and Moon Gen 4 với mã số quốc tế là RAS0002B10B, này mã số quốc tế của em nó. Và bây giờ mình sẽ để gần cho em chiêm ngưỡng cái đẹp tuyệt vời của em Orient Sun and Moon này đây các bạn. Thật sự mà nói là cái em Gen 4 luôn luôn mang trong mình một cái làn gió rất là mạnh mẽ và nam tính các bạn. Thì đối với tất cả những cái gen thì Gen 4 là một trong những gen là có cái thiết kế hở tim open heart ở góc 9 giờ. Vì thế thì nó sẽ mang một cái sự nam tính nhất định so với những gen còn lại các bạn nha. Ok, thì em này thì có thông số là size 42mm cùng với cái độ dày thì là đâu đó khoảng tầm là gần 14mm đó. Thì bây giờ mình sẽ lên tay thử em nó cho các bạn xem và cùng chiêm ngưỡng. Đây các bạn. Đây, mình sẽ để lên tay thử cho anh em xem nha. Rất là đẹp các bạn ơi. Phải nói là long lanh luôn. Thì tay mình có cổ tay là gần 17, lên tay chiếc này là rất là đẹp luôn. Vì nhớ anh em mà nó có cổ tay từ 16 lên tay chiếc này là vô cùng tuyệt vời các bạn nha. Thì phải nói là một thiết kế mà rất là nhiều anh em đều muốn sở hữu. Một thiết kế mà Sun and Moon rất cực thành công trong những thời gian vừa qua. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu về phần máy em nói cho các bạn xem. Thì em này sẽ sử dụng một cái cỗ máy rất là mạnh mẽ và tiên tiến của Orient, là cỗ máy đời mới F6L24 với 22 chân kính và cho thời gian trượt thoát là 40 giờ các bạn. Thì thời gian trượt thoát này anh em có thể sử dụng rất là thoải mái qua chức năng lên có tay và lên có tự động. Thì cỗ máy này có tích hợp đầy đủ những chức năng tiên tiến ở trên. Bây giờ mình sẽ lên có tay thử em nói cho các bạn xem. Đây, đây mình sẽ lên có tay thì rất là nhẹ nhàng và đơn giản, rất là êm ái các bạn. Còn lên có tự động thì anh em chỉ việc lắc trong quá trình đeo thì năng lượng nó sẽ tự tích lên cho anh em đeo, rất là đơn giản luôn, dễ sử dụng. Thì em này thì có một cái đeo vô cùng độc đáo các bạn, mặt đeo vô cùng độc đáo luôn, là mặt đeo nó sẽ thiết kế cái kiểu những cái đường vân Gulliver nằm ở vòng tròn trung tâm. Thì các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy nó rất là ấn tượng. Thì cái những cái vân Gulliver là một những vân mà mình đánh giá rất là cao vì cái độ lịch lãm và cái độ nam tính của nó là vô cùng tuyệt vời đó. Thì góc 9 giờ các bạn mình đã nói chia sẻ là ô hở tim open heart thì giúp anh em có thể theo dõi những nhịp đập của máy F6L24. Góc 6 giờ là cái ô lịch Sun and Moon độc đáo của riêng dòng Sun and Moon với ô lịch nhật nguyệt ngày và đêm. Đó, bên cạnh đó sẽ bố trí hai cái kiểu vít nằm ở đây, rất là đặc trưng của dòng Sun and Moon. Góc 12 giờ các bạn sẽ thấy là cái ô dòng chữ Orient Automotive cùng với logo được đặt ở vị trí đó, rất là đẹp. Ngoài ra thì ở vòng tròn ngoài cùng thì các bạn sẽ thấy là những cái cọc số mạ bạc được nhà sản xuất làm rất là đẹp đó. Riêng ở góc 12 giờ 3 giờ là những cái cọc số la mã đó, còn lại hai cái góc 6 giờ 9 giờ là hai cọc số đôi, còn lại những cọc số còn lại là cọc số đơn các bạn nha, thiết kế rất là đẹp. Bên cạnh những cọc số thì các bạn cũng có thể thấy là những cái điểm chấm này, điểm chấm này là những cái bạch chia giúp anh em có thể xem giờ giấc nó cụ thể và chính xác hơn. Đó, ngoài ra một cái chi tiết đáng lưu ý đối với dòng Gen 4 đó chính là bộ kim. Bộ kim của em này là một cái bộ kim lá liễu được bố trí cho kim giờ và kim phút. Đó, bộ kim này rất là đẹp các bạn, mình sẽ kéo ra một nắp chỉnh giờ cho anh em xem nha. Đây, kéo ra một nắp thì có hai key stop sẽ giúp kim dây dừng. Thì mình sẽ chỉnh giờ rất là đơn giản. Đây các bạn, này bộ kim lá liễu rất là đẹp và cho một cái sự quyến rũ vô cùng. Và một cái chi tiết đó chính là phần kim dây, cái phần kim mắt ngỗng. Kim mắt ngỗng rất là đẹp, mình sẽ đóng lại em sẽ thấy bộ kim mắt ngỗng ở phần kim dây được hãng làm rất là tinh tế, cho tổng thể một cái thiết kế hài hòa nam tính và lịch lãm cho chiếc đồng hồ Orient Sun and Moon Gen 4 này. Ok, một cái tông màu black mà phải nói là đã làm nên một cái thương hiệu Sun and Moon Gen 4 trứ danh. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về cái bộ kính của em này. Thì bộ kính chắc chắn rồi, Sun and Moon luôn thành công ở những bộ kính sapphire rất là trong suốt và sang trọng. Thì kính sapphire sẽ giúp cho anh em sử dụng nó thoải mái hơn, chống trầy xước trong quá trình mình sinh hoạt các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái phần mặt không. Thì phần mặt không này thì mình đã có giới thiệu rồi. Lúc nãy là có độ dày là gần 14mm cùng với cái thiết kế phay bóng hoàn toàn ở những cái chi tiết cho cái độ
hoàn thiện rất là tốt. Ở trên phần này các bạn cũng có thể thấy là cái nấm vặn được khắc dùng logo của Orient nằm ở đây, nhìn rất là tinh tế các bạn. Đó, rất là tinh tế. Tất cả những chi tiết về niềng và viền benzo được hãng phay bóng từ bộ thép không rỉ 36L rất là đẹp. Chưa dừng lại đó thì chất liệu dây, chất liệu 36L cũng được làm trên cái bộ dây này, là bộ dây thép đúc đặc không rỉ, rất là chất lượng. Trên phần dây thì anh em có thể xem những cái chi tiết mà nhà hãng làm rất là hay. Đây là những chi hai ba cái đường này là ba đường phay xước các bạn. Đây là ba đường phay xước. Ngoài ra những cái đường hai cái đường phay bóng đôi được làm xen kẽ thế này, tạo một cái điểm nhấn vô cùng ấn tượng. Thì thay vì những cái kiểu là phay bóng đơn thì đây là dòng sơn nguyên bố đối với cái series dây thép là làm kiểu đôi, nó nhìn nó rất là hay các bạn. Một thiết kế mà mình cho là rất là cá tính và độc đáo. Rồi tiếp theo mình sẽ xoay cái phần khóa cài. Thì khóa cài em này thì sử dụng khóa cài một đầu và trên phần khóa là có cái khắc logo dòng chữ Orient, nhìn rất là sang trọng. Cái khóa cài này các bạn cũng đã biết rồi, rất là dễ sử dụng các bạn, rất là dễ sử dụng. Rồi một phần chi tiết mà mình rất là đáng lưu tâm đối với những chiếc đồng hồ Orient, đó chính là phần keybox. Thì em này cũng không ngoại lệ, sở hữu mỗi keybox là lộ máy hoàn toàn. Rồi anh em có thể ngắm nhìn những chi tiết máy bên trong các bạn, mình sẽ để gần cho anh em xem. Thì trên phần bánh đà thì được hãng có khắc những thông số là F6L24 là bộ máy này, dòng chữ Japan này, số chân kính là 22 chân kính cùng với công ty Orient Watch Company và logo của Orient nằm ở đây. Ngoài ra những trên cái phần phần keybox bóng ở ngoài này thì các bạn mình sẽ đọc cho các bạn những thông số. Thứ nhất là dòng chữ Movement Japan này. Đấy, thứ hai là những thông số của máy này, đây số series của key. Độ chống nước em này là 53, cưỡng với 50m thì anh em có thể thoải mái đi mưa rửa tay luôn. Chất liệu stainless steel và máy làm từ Epson của Seiko, một bộ máy rất là chất lượng và hoàn hảo. Đó, thì sơ sơ các bạn cũng có thể thấy được là một cái mặt keybox rất là ấn tượng của con Orient Sun & Moon Gen 4 này. Rồi, bây giờ mình sẽ xoay lại lần nữa cho anh em ngắm chiếc Orient Sun & Moon Gen 4 thế hệ thứ tư với phiên bản Black và dây thép vô cùng ấn tượng. Thì em này ở ngoài hãng có giá bán rất là cao các bạn. Thì mình nhớ không nhầm thì nó sẽ rơi vào tầm là 12 triệu rưỡi. Tại Sleewatch đã săn deal về cho anh em này với mức giá vô cùng hấp dẫn là đâu đó chỉ là hơn 7 triệu thôi. Về mức giá chi tiết thì anh em có thể theo dõi ở phần cập nhật mà admin có để ở phần mô tả bên dưới các bạn nha. Ok, nếu anh em nào thích em này thì hãy đặt mua em nó ngay qua số hotline là 0938 77724, hoặc có thể liên hệ qua Zalo để được admin tư vấn và mua em nó các bạn nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của CityWatch. Nếu anh em nào thấy hay thì hãy ấn like và subscribe kênh đăng ký của CityWatch. Và đừng quên để lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà CityWatch sẽ đăng lên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.